Rồi. Rồi chào cả nha. Hôm nay là tối thứ sáu, như là thường lệ thì mình sẽ có cái chương trình làm đẹp nè. À, hôm nay mình làm facial spa với cái máy này. Tại sao mình làm là bởi vì mình ai cũng muốn đẹp hết, muốn đẹp muốn trẻ. Cho nên đôi lúc mình nghĩ là mình không có thời gian, nhưng mà chỉ cần một tuần mình chỉ dành một ngày hoặc là 2 ngày để làm đẹp thì mình sẽ thấy cái sự khác biệt. Ở trong đây có cô Vân, chị Phấn, Chim Muối, Lan, Ái Hoa, những người mà đã sử dụng cái này qua rồi. Thì hôm nay mình bắt đầu nha. Thì theo như mình làm thì mình làm từng step một, mà hôm nay hơi hơi khác một chút, tại vì trước khi mình làm mình sẽ rửa mặt. Thường thì mình rửa mặt với một cái loại cleanse and tone, nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, đặc biệt rất là đặc biệt là bởi vì cái này rất là exciting. Mình có nói đi nói lại vài lần, nhưng mà gần như là nếu mà được nói thì ngày nào cũng nói được hết, là tại Lumi Spa, một cái loại mà rửa mặt. Cái này bây giờ trở thành không thiếu được trong nhà của mình. Tại vì sao? Bởi vì cái này rất là sạch. Một dụng cụ mà tới 2 công hiệu, mà tới 7 hiệu quả. Nói thì rất là dài, nhưng mà khi mà sử dụng chỉ cần 2 phút đồng hồ, mà một ngày có 2 lần mà thôi. Thì bây giờ mình bắt đầu nha. Một cái này thôi mà nó sẽ làm sạch da mặt, mà sẽ tái tạo lại cái làn da. Hello cô Vân. Yes. Hello, hello tất cả các anh chị. Bây giờ mình hôm nay mình không có anh. Yes chị. Rồi mình sẽ làm mặt mình ướt nhé. Mình xài bằng cái cup cup mist, right? Chị Muối ơi, chị Muối xài cái Lumi Spa này được bao lâu rồi chị? Wow, chị xài được mấy lần mới nhận, mà được mấy lần mà chị cảm nghiệm như thế nào? Cái này mình nhận được mấy tuần lễ rồi. Cô Vân thì đặc biệt là xài lâu hơn mình, nhưng mà mình được mấy tuần lễ rồi. Nhưng mà bây giờ cái này không phải là của mình nữa, mà là của con mình. Mình để sẵn trong bathroom như thế nó xài. Bị dành rồi. Tại vì sao nó rất là dễ xài, rất là sạch, mà những đứa bé mà khó mà nó cũng khó khó mà chịu khó để xài, nhưng mà thật sự khi mà nó xài được thì đây là cả một quá trình của mình đấy. Ok. Mình để Thank you. Alright, thì trong cái này chỉ có đi mất có 2 phút đồng hồ thôi, nhưng mà sau 2 phút thì mình sẽ thấy cái hiệu quả như thế này. Trước hết là cái máy này nó sẽ làm rất là sạch lỗ chân lông, nó lấy được cái bụi ra, mà khi mà mình make up nó mình thấy lấy ra rất rất là sạch. Thì sau khi mà sạch như vậy đó, nó để lại cái làn da rất là mịn, mà mình cảm giác là rất là mềm. Và đặc biệt khi mình thấy cái tròn tròn này nè, nó giúp cái massage cái mặt của mình á, cho nên mình cái cảm giác của mình là cái cảm giác mà gọi là feel good á. Ái Hoa hả? Ái Hoa làm cái đâu rồi? Ha, tại sao ta? Có banner chưa ta? Mà khi mình đi mình cảm thấy như thế này nè,
Cái này nó rất là hay, là mình không có phải đi quá mạnh vào cái mặt, là bởi vì khi mình đi hơi nặng tay một chút, tự động cái này nó sẽ ngưng lại, cho nên nó giữ lại một cái độ chính xác, có nghĩa là độ mà không có bị sát vào cái da mặt của mình đó. Vừa đủ, vừa sạch, vừa nhẹ thôi. À, ok, mọi người rửa xong chưa? Tao là nó dơ như thế này nè. những cái màu, mình thấy cái màu nâu đây là những cái makeup nó nằm ở đây nè. Mà như mình, như cô Vân nói đó, khi thì mình xài mascara đó, hôm nay mình đánh mascara thì mình sẽ đi nhẹ vô đây, mình sẽ lấy hết cái mascara của mình ra luôn. Phải cô Vân? Dạ, mấy hôm thì mình không có biết, mình lấy cái cleanser thôi, mình chùi thì nó cũng ra, nhưng mà hôm nay mình học được. Yes. Ủa sao buồn quá, mới có 2 phút mà sao đã xong rồi ta? Ok, dạ. Ok, thì mình sẽ tự nâng lên cái này á cô Vân nhỉ? Mình sẽ nâng lên. Ai giờ ngày rồi thì mình chỉ mình mở ra, mình rửa cái dơ của mình đi, đơn giản là mình sẽ mở nó ra như thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ rửa mặt của mình để trước khi mình vô bắt đầu làm Garnet Facial Spa, làm rất ghiền rồi. Rồi. Lan xong chưa? Sau khi mình rửa mặt sạch thì mình sẽ bắt đầu dùng tới cái máy, cái bàn ủi này. Tại sao mình gọi là cái bàn ủi vậy Lan? Khỏe quá, đi máy hồi nãy giờ khỏe lắm rồi. Cái lằn trắng chân nghĩ tại cái đèn, cái đèn bị cái lằn hả? Hmm.
Cái lằn trắng. Ok, ở phía xa. Ok. Hello. Cảm ơn Lan. Đây đúng là một cái dịch vụ mình mang vào tiệm rất là đơn giản, rất là dễ làm. Cái trường hợp như thế này nữa là như khi khách người ta rất là bận rộn, bây giờ ở đây thì vấn đề không phải là tiền bạc mà là cái thời gian, thì cái máy này là mình đánh khi mà mình làm pedicure hoặc mình làm tay đó, mà người ta thật sự người ta muốn làm mặt đó, mình làm chung với nhau luôn đó, mà người ta rất là appreciate it, bởi vì người ta không có thời gian. Nó không có đòi hỏi mình phải mang cả một cái dụng cụ to lớn ra để làm, mà chỉ cần khách ngồi trên ghế thôi là mình có thể làm cho họ hai ba service cùng một lúc, tuyệt vời. Yes. Yeah. Ôi, mình mới đi hồi tuần rồi, mình đi xa mà mình không có mang theo cái máy này, mình xài mình chỉ mang Lumi Spa thôi, mà mình miss cái máy này dễ sợ luôn. Tại khi mà mình xài rồi mình mới thấy cái da mặt của mình á, mình đi chơi đó, cái gì thường trước đây, những cái năm trước đây mà khi mình chưa có sử dụng cái máy này nha, mình đi chơi mặt mày mà nó mỏi mệt, nó nhăn nheo nha. Nhưng mà sau khi sử dụng cái này á, mình thấy á, cái nét mặt của mình nó không mệt mỏi, mặt của mình vẫn tươi rói luôn á. Nhiều khi mình không có xài make up á, mình hơi bị nhợt nhạt á, mà vẫn không thấy cái mình nói đi, không thấy cái xấu xí như trước đây. Nó mang cho mình cái sự tự tin hơn khi mình sử dụng cái máy này, bởi vì cái làm cho cái mặt của mình nó căng, nó thẳng tự nhiên thôi. Mặc dù á mình làm mỗi lần một một ngày một lần có một tuần thôi, mình sorry cả nhà, đó là mình nên làm 2 lần nha, mình không có thời gian, mình dành một lần trong một tuần thôi đã thấy có hiệu quả rồi, chứ huống hồ chi nếu mình xài được mà 2 lần trong một tuần, mình nghĩ là cái hiệu quả nó sẽ gấp đôi.
Ủa sao của mình nó đi chậm như con rùa vậy ta? Mình thấy mau quá mà mình thấy mình còn. À mình bấm sao. À, cái này chỉ có 5 phút thôi. Bây giờ mình muốn hơn cũng không được, mình muốn ít hơn không được. Sorry cả nhà, 5 phút vừa qua. Mình ganh tị với chị em trong này mà không phải. Mình bấm sao. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy đi cái lớp keo này đi ha, trước khi mình apply lần thứ hai. Cô Vân ơi, cái màn hình của Trinh nó có gì thay đổi không hay là nó có tệ hơn hay nó cũng vậy? Cô Vân. Cũng vậy, không, chưa thay đổi. Ok, lần thứ ba mình sẽ bấm số 3. Lần thứ hai mình bấm số 3 chứ. À, nãy mình bấm số 4 thì mình bấm số 3. Cái cảm giác của mình là nếu thí dụ mình làm tối nay nha, ngày mai khi mà mình trang điểm đó, mình sẽ thấy đánh lên rất là mịn, rất là đẹp, và cái phấn mình ở sẽ rất là lâu. Cho nên khi mà mình có cái tiệc gì cho ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, mình tranh thủ cái đêm đó, trước đêm đó mình làm cái facial spa này, mình sẽ thấy mình không phải lo ngại mà khi cái make up của mình bị trôi á. Máy mình nó kêu ghê vậy ta. Ok nè, mình đi mình kéo ở cái dưới mí mắt mình lên nè, mình tập trung ở cái này lên nè, để cho con mắt của mình không bị sụp. Không không thấy Vân. Vân ơi, cô Vân, mình không thấy cô Vân.
Yes. Đây là cái cách. Yes. Nhờ cái máy này mà mình cô Vân bị rớt. Mình không thấy Vân. Yes, đúng. Yes. Ok, bây giờ 5 phút đã hết rồi. Ok, Lan xong chưa? Chỉ trong 5 phút thì thật. Dạ, mình nghĩ là nó lâu nhưng mà 5 phút khi mình nói chuyện với nhau như thế này, thời gian nó trôi qua rất là mau. Ok, sau khi cái mình xài xong cái lần thứ hai thì mình sẽ dùng regenerating gel mask. Cái này mình để đều ra trên mặt, mình massage để giữ lại những cái đường nãy mình đi nãy giờ, để giữ lại cái độ căng, giữ lại cái căng cái cơ nha. Bây giờ mình để đều. Thế mình thì mình sẽ massage. Nghe, vâng, nghe. Xin nghe. Không muốn.
Ok. Đi thay nước đúng rồi, đi thay nước nè. Da, mình đánh massage cho đều. Như là Lan nói, mình thích đánh từ 5 tới 7 phút. Mình đánh cho khi nào mà cái tay mình cảm thấy nó rít, nó khô đó, thì mình mới ngưng mà thôi. Mình lợi dụng khi mình còn sử dụng cái mask này là khi đó nó còn cái hiệu quả, nó càng thẩm thấu hơn nữa. Nhưng mà khi mà nó khô thôi mình đành ngưng. Khi mình làm cho khách đó, thì mình lợi dụng cái lúc này là cái lúc mình massage cái mặt của người ta. Rất là phê. Yes. Trong lúc chờ đợi còn được uống trà xanh nữa mới ghê nè. Cái tea cream của mình đó mới học được cái cách này rất là hay. Mình uống cái này vô tại vì khi mà mình ăn tối xong rồi đó mà mình cảm thấy rất là ngại khi mà cái đồ ăn nó không có tiêu mỡ bông trong đó. Mình uống tea cream này vô để cho nó tan mỡ ra, nó đẩy đi ra hết. Cái tuyệt vời hơn nữa là cái cảm giác của phụ nữ mình khi mình ăn tối đó, mình ngại lắm, mình mở rồi mình ăn cái đồ ăn mình không biết làm sao cho nó tiêu ra. Tập thể dục á, thì là trễ quá mà mệt quá. Bây giờ bí quyết này là tuyệt vời, đây là cảm ơn cô Vân nhiều. Tụi mình vẫn uống tea cream này nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình uống nhưng mà có những cái hiệu quả hay hơn là từ những người có kinh nghiệm hơn nữa. Thật ra bây giờ mỗi ngày một học mình học được cái kinh nghiệm, bởi vì mình tin rằng là sắc đẹp là inside out, tức là không những bên ngoài mà còn có từ bên trong. Yes. Thì hồi nãy bây giờ mình đợi, trong lúc mình đợi cái gel mask của mình khô đó, mình nói với nhau bây giờ thì tới cái lúc mình phải lấy nó ra. Mình lấy sạch nó ra để mình còn dưỡng da nữa, rồi dưỡng da nữa sau đó mình còn đi ngủ.
ngủ một giấc mộng đẹp. Wow, bây giờ tới cái phần sau khi mình rửa sạch cái những cái gel, những cái mask nhà ha, bây giờ mình tới cái phần mà dưỡng da. Ở đây mọi người đều có một cái công cụ dưỡng da. Wow. Cô Vân đang có cái gì đó à? Tuyệt vời. Con ở chị muối đang ở đâu vậy? Ngoài cái giọt nước thần này, mình có một cái loại dưỡng da đặc biệt nữa mình sẽ đi kèm. Ái hoa, mời ái hoa. Ai lớp mi công dụng thế nào về ái hoa? Ái hoa rất là giỏi nè, chia sẻ cái phần này. Ái hoa xài mà ái hoa mê thì ái hoa phải chia sẻ chứ. Wow, chị muối xài cái này bao lâu rồi chị muối? À, chị thấy như thế nào chị? Sau khi chị có mới 1 tháng mà chị thấy có cái sự khác nhau hay không? Chị Phấn đang xài gì đó, tới đâu rồi chị? True face. Mình mê cái này vô cùng. À, tại sao mình mê là bởi vì mình sẽ thấy cái hiệu quả. Tuy nhiên giờ tối nay mình xài thì sáng mai khi mình thức dậy mình thấy cái da mặt mình rất là đẹp. Mình tự động khi mình thấy mình đẹp thì tự mình yêu mình thôi, là tại vì tự động mình nói là mình đẹp. Trước đây thì mình không có cái can đảm để nói là mình đẹp, nhưng mà nhờ qua cái sản phẩm này thì mỗi một ngày mình thấy cái da mặt mình nó khác, nó khác như thế này thì mình thấy cái da mặt mình nó không có cái bị giống như mình nói shaggy đi, là giống như cái da mình nó bị phụng xuống, bởi vì mình thấy như này mình bấm vào cái da mặt mình nó không có bị phụng xuống, mà ở bên này mình không có cái phần này. Khi mình lớn tuổi mình sẽ thấy cái này nó bị thủng nè, cái
cái cổ đây nè. Nhưng mà khi mình thấy mình khi mà mình lớn tuổi mà mình còn giữ được cái này, mình không có tự hào, mình không có khoe, nhưng mà nhờ cái sản phẩm này mình xài đúng, xài liên tục, mình phải chịu khó xài liên tục, nó mang lại cái hiệu quả thấy rõ luôn. Bởi vì không những là mình thấy mình mà những người xung quanh họ nhìn mình họ cũng thấy cái sự khác biệt. Đỡ lắm đó ai Hoa, rất là đỡ. Mình cảm thấy mình rất là hài lòng với những gì mình đang xài, bởi vì mình đã xài qua rất rất là nhiều. Ở cái tuổi như mình thì dĩ nhiên là thử ra quá nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà mình xài cái sản phẩm loại này mà lâu cho tới bây giờ, là bởi vì nó mang lại kết quả, cho nên mình xài liên tục và mình không biết khi nào mình có ý định thay đổi hay không, bởi vì hiện giờ mình đang rất là hài lòng với nó. Nhờ nó mà mình cảm thấy là mình yêu đời hơn, mình tự tin hơn, mình làm như mình khám phá ra được một cái gọi là cái bí quyết, là bí quyết giữ gìn sắc đẹp. Bây giờ là cũng gần hết giờ rồi. Mình cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi trên cái Facebook Live của chị em trong đây. Đây cũng là cái dịp mà chị em mình ngồi lại với nhau, săn sóc da mặt, làm đẹp với nhau, trao đổi cái kinh nghiệm cũng như là chia sẻ với tất cả chị em khắp mọi nơi. Dĩ nhiên là ai cũng muốn mình đẹp hết, nhưng mà đôi lúc mình không biết xài sản phẩm nào cho đúng, xài như thế nào mà mình tin ai. Bởi vì khi mà quảng cáo ở đó mình chỉ thấy người ta trên đó thôi, nhưng mà đây là những người mà mình thấy hàng ngày trên Facebook, hàng ngày trong đời sống, hàng ngày nơi làm việc, hàng ngày, tại vì bạn bè trên Facebook là khắp tất mọi nơi, có thể là rất là xa nhưng cũng thể rất là gần, đây là người thật việc thật. Thành ra mình cứ chia sẻ một tuần như vậy là khoảng 2 ngày. Mời cô Vân wrap up.